bóng đá châu Phi xuất hiện các trận đấu có tỷ số 91-1 và 95-0. Vấn nạn dàn xếp tỷ số ở bóng đá châu Phi tiếp tục hoành hành khi các trận đấu ở giải hạng nhất Sierra Leone có kết quả phi thực tế 91-1 và 95-0. Liên đoàn bóng đá Sierra Leone SLFA đã mở cuộc điều tra hai trận đấu ở giải hạng nhất của nước này, bao gồm trận Cun FC đánh bại Coquimba Lebanon 91-1 và Kahula Zanger đè bẹp Lambenbu United với tỷ số 95-0 ở giải Super 10 khu vực phía Đông. Tổng số bàn thắng trong hai trận đấu này lên đến 197 bàn, tức là nhiều hơn cả thời gian thi đấu. Không tính thời gian bù giờ, các cầu thủ ghi trung bình mỗi bàn trong vòng chưa đến 1 phút. SLFA tuyên bố họ sẽ không khoan nhượng với bất cứ hành vi dàn xếp tỷ số nào hoặc các hoạt động tương tự. Hiện tại, SLFA đã bắt đầu điều tra Liên đoàn bóng đá khu vực miền Đông, các trọng tài điều hành hai trận đấu nói trên, cũng như toàn bộ thành viên của 4 câu lạc bộ Gun FC, Coquimba Lebanon FC, Kahula Zanger FC và Lambebu United FC. SLFA nhấn mạnh, chúng tôi đảm bảo với người hâm mộ rằng các trận đấu này sẽ được điều tra kỹ lưỡng. Bất cứ ai bị phát hiện có hành vi phạm tội đều phải trả giá trước pháp luật. Nếu được xác nhận, hai trận đấu này sẽ nằm trong số các trận có tỷ số cao nhất lịch sử. Trước đó, trận cầu nhiều bàn thắng nhất diễn ra tại Madagascar vào năm 2002 khi Asadema đánh bại Solemin với tỷ số 149-0. Các cầu thủ Solemin cố tình ghi bàn phản lưới nhà liên tục nhằm phản đối quyết định của trọng tài. Hồi tháng trước, các trận đấu ở giải hạng Ban Nam Phi cũng xảy ra tiêu cực khi xuất hiện trận đấu có tỷ số 59-1 với 41 bàn phản lưới nhà. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.